Xong hàng Nhật nó để xin chào các bác. Em lên sóng một con lọc không khí VX50 đẹp như mới luôn, một con máy phải nói là đẹp hơn cả hoa hậu đấy ạ. Máy đã vệ sinh cực trắng đẹp luôn, hình thức thì không có điểm nào để chê cả, một con máy xuất sắc. Đây là cái dòng cao cấp nhất trong cái phân khúc mà lọc không khí cỡ 50 tại thời điểm ra mắt. Đây, một con dòng hai cánh vẫy thôi nhé, gọi là cánh vẫy kép mặt dâng này, cánh vẫy kép, hình thức đẹp xuất sắc. Quay cho các bác từng góc cạnh luôn. Đây. Đây. Cực đẹp, sáng choang nhé, máy trắng tinh, đánh rất là kỹ, đẹp, vỏ nguyên bản đấy chứ không phải là sơn, nguyên bản mà rất là trắng đẹp này. Mặt mũi đánh sáng loáng luôn, hàng gọi là hàng siêu đẹp tuyệt chọn. Đây, một con máy đẹp xuất sắc trong cái lô hàng của em, một con VX50 này, không nhỉ? Sản xuất năm 2014 này, đời rất là cao, công suất 43W, bác dùng cho phòng khoảng 30m² đổ lại, hình thức này cận cảnh luôn, trắng đẹp từ đầu đến đít, được vệ sinh rất là kỹ càng. Máy thì đầy đủ các công nghệ không nhé, cảm khóa trẻ em này, hẹn giờ, chế độ dọn phòng nhanh, cảm biến ánh sáng này, cảm biến ánh sáng nhé, đến lúc nó sẽ tắt đi, tối hết đèn. Đây. Đây là sáng của nó lọt qua khe các bạn nhé. Thế là kín nó lại, đấy, nó sẽ tắt đi. Yeah. Kiểu là ánh sáng đèn nó sáng quá. Đây. Cảm biến ánh sáng, che phải che kín lại toàn bộ cả khu vực này. Đấy, nó sẽ tắt đi, thấy chưa? Công nghệ EcoNavi. Chế độ điều chỉnh cửa dâng, cửa vậy. Điều chỉnh tốc độ lọc khác nhau. Đèn báo EcoNavi, bụi bẩn báo cảm biến bụi. Đấy. Hình thức phải nói cực đẹp thôi nhé, đánh bóng rất là xinh, rất là đẹp. Con này thì đang đi theo một chiếc màng zin còn rất là mới. Màng zin rất là mới thôi nhé. Đấy. Các bạn nào không thích màng zin thì cứ báo thay màng mới luôn ạ, không quan trọng. Màng zin này sẽ để lắp cho máy khác. Một cái màng than rất là dày. Yeah. Than của Panasonic khử mùi rất là tốt. Con máy đẹp từ trong ra ngoài, màng zin còn rất là mới đẹp. Màng tạo ẩm zin, bình nước rất trắng đẹp nhé. Màng tạo ẩm zin còn khá mới luôn ạ. Yeah. Các bạn là không thích màng này báo thay màng mới. Chung là một con máy xuất sắc, hình thức từ trong ra ngoài đẹp khỏi bàn luôn ạ. Mọi chức năng hoạt động ok, ngon lành hết, bảo hành cho các bác 1 năm không phải nghỉ. Giá bán 3,5 triệu nhé. Con này hiện tại vẫn đang đi để nguyên điện 100V, giá bán sẽ tặng kèm đổi nguồn đấu bên trong hoặc là đi rời bên ngoài. Nếu muốn đi rời bên ngoài là đi theo cục đổi nguồn này ạ. Này các bác không lấy thì trừ đi 100. Giá 3,5 triệu, chưa có phí vận chuyển cho các bác.